Chuông vàng, chuông vàng ạ. Các bạn thấy có đẹp không ạ? Vâng. Đây là tất cả những cây chuông vàng của nhà mình ạ. Hoa của nó rất là tuyệt vời ạ. Các cây ra chi chít. Bây giờ chuẩn bị mấy cái nụ này nó sẽ ra chi chít hoa luôn ạ. Cây nhà mình nó cho hết vào trong bầu như này rồi bạn nhé. Cây vận chuyển xa rất là đảm bảo, ok. Cây cao khoảng tầm từ 60 phân, 50-60 phân. Cây là thấp thì khoảng tầm 40. Trung bình khoảng tầm từ 50. Các bạn ai muốn mua cây chuông vàng thì liên hệ nhà mình nhé. Cây rất là đảm bảo luôn ạ. Đẹp.